Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm món gà hấp nước dừa nhé. Để làm món gà hấp nước dừa thì các bạn chuẩn bị cho mình một con gà này. Đây, mình đã mua gà về, mình làm lông sạch sẽ và sát nước muối nhé. Để cho nó hết cái phần bẩn nhớt của cái con gà đi. Để cho con gan gà nó bóng lên nhé. Và các bạn chuẩn bị cho mình một quả dừa tươi để mình hấp này. Mình sẽ cho vào đây là ít lá chanh, hành, gừng và ớt. Gia vị thì như thì chung đó mình sẽ nói nhé. Trước tiên thì mình sẽ đi băm nhỏ những cái phần này. Gừng, hành thơm các bạn băm nhỏ ra cho mình. Ớt các bạn cũng cắt ra cho mình nhé. Dừa thì mình sẽ chặt đi để mình lấy nước nhé. Các bạn chuẩn bị cho mình một cái bát này, mình sẽ cho vào đây bột canh. Hai thìa bột canh này các bạn ạ. Bột ngọt các bạn cho mình một thìa nhé. Hạt lêm nữa, cho một thìa lêm. Hạt tiêu nó thơm, một thìa nữa. Đây, mình sẽ trộn đều lên nhé. Bây giờ mình sẽ sát lên mình con gà này để cho nó ngấm gia vị vào bên trong con gà. Đây thì các bạn sẽ sát lên cho mình nhé, sát lên, sát đi. Phần bên trong các bạn cũng đổ vào cho mình. Miệng nó các bạn cũng cho vào cho thơm nhé. Mình sẽ phát vào khắp cái nhà này. Xong phần ấy rồi thì bây giờ các bạn sẽ cho mình phần gừng, ớt, hành thơm. Mình cho cả vào trong bụng nó. Phần miệng gà các bạn cũng nhét vào cho mình một ít cho nó thơm nhé. Các bạn ướp cho mình khoảng 20 đến 30 phút nhé. Để cho các gia vị nó ngấm vào con gà. Sau đó mình sẽ đem đi hấp. Mình đã sát hết như thế này rồi.
Đây dừa các bạn dùng dao mình gọt đi nhé. Để mình lấy cái phần nước dừa bên trong. Bây giờ mình ra để mình xiên cái mũi vào đây. Chưa đến này. Đây các bạn mình chọc lấy cái dừa ra nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ cho vào nồi để hấp. Các bạn chuẩn bị cho mình một cái xoong này, một cái dĩa hấp nhé. Và bây giờ mình sẽ cho nước dừa xuống dưới. Nước dừa. Đến bạn lượng nước dừa được từng này các bạn nhé. Nếu mà ít thì các bạn có thể cho thêm một quả nữa. Không có thì mình đun với lửa vừa thôi. Thì từng này nước cũng được rồi các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ cho con gà vào nhé. Hơi bị kênh rồi. Con gà này hơi to so với cái nồi này. Phần nước này các bạn cũng cho hết vào cho mình. Và bây giờ mình sẽ cho lên đế bếp để mình hấp nhé. Các bạn là cho lên nồi và mình bật nước lên nhé. Trên bếp mình bật, à quên, bật lửa lên. Và các bạn hấp cho mình khi nào sôi ấy, thì mình sẽ giảm bớt lửa dần nhé. Rồi, mình sẽ đậy lại. Đây thì mình bị chết. Đây các bạn, khi nồi gà đã sôi nhé, thì các bạn sẽ giảm bớt lửa đi cho mình. Mình sẽ giảm và mình đi đun với lửa nhỏ thôi. Các bạn đun cho mình khoảng 15 phút nữa. Sau đó mình sẽ kiểm tra nhé. Khi mình hấp được khoảng 25 phút rồi các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ mở ra để mình kiểm tra. Và các bạn sẽ cho mình ít lá chanh và mình vò đi để cho nó có mùi thơm nhé. Rồi bây giờ mình sẽ thăm cái phần đùi gà. Để xem là gà hấp này nó chín chưa ấy, thì các bạn chỉ cần thăm vào cái phần đùi gà này nhé. Nó mà còn da đỏ thì tức là gà vẫn chín. Và nó là hết rồi thì là gà sẽ chín nhé. Cái này gà vẫn còn huy hồng hồng này. Thì mình sẽ đun thêm khoảng độ 5 phút nữa. Rồi sau khi mình đun được thêm 5 phút nữa là 30 phút các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ mở ra kiểm tra. Con gà này các bạn có thể lật lên hoặc cấy nhé. Tùy theo nhé. Mình sẽ xiên xem này. Tùy theo con gà to hay nhỏ mà các bạn có thể là nó nhanh chín nhé. Con gà của mình hôm nay nó hơi to. Đấy, khi mình xiên lên mà nó không còn màu đỏ ra nữa là gà đã chín rồi các bạn nhé. Chỉ cần cái phần đùi nó chín thôi là gà sẽ chín. Mình tắt bếp đi. Và các bạn gấp ra đĩa nhé, mà mình để nguội thì mình chặt thì nó sẽ ngon. Hoặc là các bạn có thể dùng dao khía lấy thịt ăn. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách làm món gà hấp nước dừa nhé, thơm ngon. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình nhé.
Mình đun với lửa nhỏ nên là nước dừa sẽ không bị hết và cái phần nước của gà nó sẽ chảy xuống nữa các bạn ạ. Chúc các bạn và gia đình có một món ăn ngon. Các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình để xem những video mới nhất của mình nhé.